quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện nhiều nước trên thế giới vẫn đang tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục, khiến mỗi ngày thế giới lại có thêm hàng trăm ngàn ca mắc mới. Điều này một lần nữa cho thấy dịch vẫn đang lây lan mạnh và chưa hề có dấu hiệu sắp được kiểm soát. Thế giới đã vượt ngưỡng 15,4 triệu ca mắc COVID-19. Các điểm nóng của dịch bệnh vẫn tiếp tục là Mỹ, Brazil và Ấn Độ, trong khi đó nhiều nước khác đã ghi nhận làn sóng lây là nhiễm COVID thứ hai. Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới với số ca nhiễm đã gần 4,1 triệu ca. Đáng quan ngại là tình hình dịch bệnh tại khu vực Nam Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu suy si giảm khi Brazil liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục, hiện đứng thứ hai với hơn 2,2 triệu ca nhiễm, Ấn Độ đứng thứ ba với hơn 1,2 triệu ca nhiễm. Mexico hiện là điểm nóng thứ hai về dịch ở khu vực Bắc Mỹ. Nam Phi hiện là tâm điểm chú ý trên bản đồ COVID-19 toàn cầu sau khi trở thành quốc gia có tổng số ca mắc cao thứ năm trên thế giới, như vậy tình hình dịch bệnh Covid-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới số người nhiễm là 15.404.722 người, số ca tử vong 631.009 người, số ca chữa khỏi 9.382.098 người. Tại Việt Nam hơn 3 tháng qua Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hôm nay có thêm 4 trường hợp nhiễm mới. Đây là những ca xâm nhập được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy đến thời điểm này tại Việt Nam, số người nhiễm 412 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi 365 người. Còn tại Tây Ninh, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.